Iraq chiêu mộ tân binh chống lại dân quân Hồi giáo Sunni tên từ Kerbala. Hơn 1.000 tân binh từ tỉnh Kerbala là một tỉnh người Shiite ở phía nam của Iraq vào sáng hôm nay đã lên đường để đi đến Baghdad để củng cố cho lực lượng của Iraq trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo Sunni. Các chiến binh thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Levant, tức ISIL, đã chiếm thêm được nhiều vùng trong đêm qua, di chuyển vào hai thị trấn của tỉnh Diyala ở phía đông, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang xem xét việc mở cuộc tấn công quân sự để ngăn chặn họ tiến về phía Baghdad. Các tân binh lên đường hôm nay là đợt thứ hai rời khỏi Kerbala trong vòng 2 ngày qua để đi đến trại quân Taichi, cách thủ đô khoảng 30 cây số về phía bắc, nơi họ sẽ được ghi danh vào một khóa đào tạo một ngày trước khi được gửi đi chiến đấu bên cạnh các quân nhân chính quy. Đọc kinh và tuyên thệ sẽ đánh bại các chiến binh ISIL, các tân binh nói rằng họ sẵn sàng chết để bảo vệ quê hương của mình. Quân đội Iraq với khoảng 1 triệu binh lính được đào tạo bởi Hoa Kỳ với một chi phí gần 25 tỷ Mỹ Kim đã tỏ ra yếu kém vì tinh thần thấp và nạn tham nhũng.